Giang Nara đẹp điên đảo như macaron không gốc chết trong Pháp Sư Trư Tà. Mới đây, nữ diễn viên xinh đẹp Giang Nara đã quay trở lại mang ánh hàng với tác phẩm Bất Động Sản Trư Tà. Phong cách thanh lịch, sang chảnh, thần thái lạnh lùng của nữ diễn viên sớm gây ấn tượng trong lòng công chúng. Đặc biệt, gương mặt nhỏ, làn da căng mịn, gần như không có dấu hiệu lão hóa của Giang Nara đã khiến khán giả phải trầm trồ vì cô vẫn tươi trẻ như thuở mới vào nghề. Rất nhiều người hâm mộ đã dành lời khen cho cô, thậm chí một số người còn đặc biệt dành cho Giang Nara là macaron không gốc chết. Trong tác phẩm mới của đài KBS2, nữ diễn viên đã vào vai Hong Jia, chủ tịch của một công ty bất động sản và là một thầy trư tà nổi tiếng khiến ma quỷ nghe danh cũng phải khiếp sợ. Một lần tình cơ, cô đã gặp kẻ lừa đảo nhưng có ngoại hình rất ưa nhìn, tên là Oh Ibyeom, Jung Yong Ho qua đóng. Nào ngờ kể từ đây, cả hai bắt đầu cùng nhau chinh phục những cuộc truy đuổi ma quỷ và để rồi họ lại bị cuốn vào vòng xoáy của loạt câu chuyện bí ẩn. Khác với những hình tượng trước đây, nhân vật Hong Jia mà Giang Nara thủ vai sẽ là một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán và có phần bí ẩn. Kể từ sau I Remember You, cô nàng mới thử sức lại với những phân cảnh hành động võ thuật. Bởi sự khác biệt quá lớn trong tuyết nhân vật này nên nữ diễn viên đã phải vật lộn khá nhiều với một số khía cạnh nhất định của vai diễn. Với lối diễn bình tĩnh, mạnh mẽ, nhiều pha hành động mang nhãn, Giang Nara hứa hẹn sẽ mang đến hình ảnh mới lạ trong Bất Động Sản Trư Tà. Bên cạnh đó, phong cách có phần giống bà chủ Cha Man-won IU đóng trong Khách Sạn Ma Quái sẽ là điểm thú vị, đủ khiến khán giả không thể bỏ lỡ tác phẩm này. Bất Động Sản Trư Tà là dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt mới bằng thể loại giả tưởng vốn được người xem vô cùng ưa chuộng. Sau chuỗi thất bại liên tiếp ở loạt phim trước, Bất Động Sản Trư Tà có thể sẽ trở thành cú hit mới, giúp Giang Nara lấy lại được phong độ nhờ vào cốt truyện ma mị của mình. Giang Nara sinh năm 1981, cô theo học khoa kịch nghệ và nghệ thuật, chuyên ngành diễn xuất của Đại học Trung Giang. Năm 2002, cô chính thức bước chân vào nghề diễn xuất với vai chính trong bộ phim Cô Gái Thông Minh. Đến năm 2005, cô chuyển hướng phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc với loạt phim ăn khách như Công Chúa Bướng Bỉnh, Thái Y Nghịch Ngợm. Dẫu tên tuổi của cô nổi như cồn ở đại lục, nhưng ở chính quê hương của mình, tên tuổi của Giang Nara bắt đầu dần lu mờ. Vào năm 2011, nữ diễn viên quyết định trở về Hàn Quốc và xuất hiện trên màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng với loạt phim như School 2013, Định Mệnh Anh Yêu Em, Go Back Couple. Đến năm 2014, nữ diễn viên khẳng định tên tuổi của mình và lấy lại phong độ với tác phẩm ăn khách Hoàng hậu cuối cùng với nhiều giải thưởng xoay quanh vai nữ chính của cô. Trong những năm gần đây, thay vì theo đuổi nhân vật có tính cách dễ thương, trẻ trung, hoạt bát, thì Giang Nara lại lựa chọn hình tượng trưởng thành, chững chạc, ra dáng một quý cô thanh lịch thời hiện đại. Một số tác phẩm mới của cô đã thể hiện điều đó, có thể kể đến như VIP, Oh My Baby và gần đây nhất là Bất Động Sản Trư Tà. Giới giải trí vốn có không ít mỹ nhân trẻ mãi không già, tuy nhiên, đệ nhất mỹ nhân hết tuổi quả thực là danh xưng phù hợp nhất với Giang Nara.